Em hay rất là khó tính trong cái việc đó. Nhưng cụ thể em làm cái gì cao quý? Em đang quản lý cái mảng đối ngoại của công ty xây dựng. Dạ, trời ơi, anh. Quá. Anh Linh mà anh nghe cái chữ xây dựng nhà cửa đất đai cái là anh giọt qua. Xây nhà thích lắm. Em nghe nói em là đi tu nghiệp nước ngoài về đúng không? Em học mấy nước ngoài mấy năm? Dạ em học gần 6 năm. 6 năm, thạc sĩ hay tiến sĩ? Dạ hai cái luôn. Đó. Ủa em học ở nước nào vậy? Ở Anh á. Ở Anh châu Âu đó. Ờ, tôi cũng mới đi châu Âu về cái xứ sở mà có 7 độ đó. Tôi mới đi châu đốc về cũng lạnh lắm á, 14 độ đó. Bây giờ đó, em không thích điều gì ở đàn ông nè, em nói cho anh nghe coi. Thật sự thì cái mẫu người đàn ông của em á thì em thích người đàn ông nói ít, em không thích người đàn ông nói nhiều. Người này nói ít lắm, trên giảng đường nói mệt. Bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái bên kia nghe luôn nha. Xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Và chào khán giả và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Thái Mẫn, em năm nay 31 tuổi và hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở Bình Dương. Mẫn làm gì Mẫn? Dạ em là giảng viên đại học. Dạy trường nào? Dạ em dạy ở Đại học Thủ Dầu Một ở tỉnh Bình Dương. Rồi bây giờ mình nói về mình đi. Dạ em xin được chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền của Linh. Xin và chào. Xin chào anh Nam ở bên kia. Em xin được giới thiệu em họ Cao tên Quý. Mọi người hay gọi em là Cao Quý. Em quê ở Quảng Nam và hiện tại em đang làm quản lý đối ngoại cho công ty xây dựng. Hiện tại thì em đang ở Phú Nhuận. Cao Quý hả? Dạ Cao Quý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Mẫn? Dạ điểm mạnh của em là biết lắng nghe, luôn cầu tiến và có ý chí mạnh mẽ. Dạ điểm yếu của em là hay nóng tính và em hay tập trung vào công việc nhiều quá. Đôi khi là bị mất công bằng trong cuộc sống. Rồi bây giờ mình nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ về cái điểm mạnh của em đó là em là một người rất là vui vẻ, là em có nụ cười đẹp. Nụ cười tỏa nắng. Nên là em rất là hay cười. Nụ cười tỏa nắng. Dạ em rất là hay cười. Nghĩa là em rất là ít để bụng những cái chuyện mà nó không hay không vui. Em ít khi giận ai gì lâu lắm. Em thích nấu ăn, thích trồng rau và em nấu ăn cũng rất là ngon. Em cũng có khả năng hát một chút xíu, rồi cũng có khả năng làm MC vừa. Điểm mạnh chưa mạnh của em đó là em hơi khó tính trong cái việc mà trong cái việc sắp xếp gia đình, kiểu như là cái việc mà gọn gàng sạch sẽ. Em hay rất là khó tính trong cái việc đó. Nhưng cụ thể em làm cái gì cao quý? Em đang quản lý cái mảng đối ngoại của công ty xây dựng. Dạ anh Linh mà anh nghe cái chữ xây dựng nhà cửa đất đai cái là anh giọt qua. Xây nhà thích lắm. Em nghe nói em là đi tu nghiệp nước ngoài về đúng không? Em học mấy nước ngoài mấy năm? Dạ em học gần 6 năm. 6 năm, thạc sĩ hay tiến sĩ? Dạ hai cái luôn. Đó. Ủa em học ở nước nào vậy? Ở Anh á. Ở Anh hả? Châu Âu đó. Tôi cũng mới đi châu Âu về cái xứ sở mà có 7 độ đó. Tôi mới đi châu Đốc về cũng lạnh lắm á, 14 độ đó. Bây giờ đó, em không thích điều gì ở đàn ông nè, em nói cho anh nghe coi. Thật sự thì cái mẫu người đàn ông của em á thì em thích người đàn ông nói ít, em không thích người đàn ông nói nhiều. Người này nói ít lắm. Trên giảng đường nói mệt quá, giờ nhà chắc không nói nữa đâu. Một người có chiều sâu và phải thật sự là ngăn nắp và sạch sẽ. Thôi rồi. Có ngăn nắp sạch sẽ không? Dạ có, chắc chắn có, tại vì em hồi xưa ở bên đó thì cái chuẩn về sạch người ta rất là cao và người phương Tây cao lắm. Đúng rồi, 6 năm ở bên Anh. 6 năm ở Anh mà. Mẫu hình lý tưởng của em như thế nào hả? Cao quý. Phải cao hơn em. Tại vì em cũng không phải là nhỏ con lắm, nhưng mà cỡ mà bằng hay là thấp hơn em thì sợ bế em không nổi. Nổi, cỡ nào khi ta yêu thương được, cỡ nào tao bế cũng nổi chứ. Cao hơn em một chút xíu thôi cũng được. Rồi. Dạ, không có hói. Không có hói. Không có hô. Là với một người có ngoại hình ưa nhìn một chút xíu. Da ngăm ngăm thì lại càng tốt. Anh hay nhấn mạnh câu gì? Người phụ nữ hiện đại đừng bao giờ nói là tôi không thích hói. Phải nói ghét của nào trời trao của đó. Thiệt không vậy? Thiệt đó. Nói gì dạ, thì chào cô. Dạ, chào gì chào. Tôi chưa cho qua đời trai, tôi qua chào gì. Muốn gặp tiến sĩ phải xin phép đàng hoàng. Mắc cười quá. Rồi vậy thì bây giờ dạ, em cũng thích mẫu người phụ nữ như thế nào? Em cũng thích mẫu người phụ nữ thì là vừa truyền thống và vừa hiện đại. Và có cái sự chia sẻ trong cuộc sống. Dạ. Không có quá gọi là cứng đầu và không có luôn luôn bảo thủ. Em cũng không thích. Dạ. Có thích phụ nữ đẹp không? Dạ chắc như là thích. Có rồi, ai cũng thích rồi. Làm gì ai cũng thích. Ủa tôi hỏi sao mà, trời ơi tôi hỏi kệ tôi đi. Có những người đàn ông họ thích những người phụ nữ có duyên.
Tại vì họ quan niệm rằng á, là phụ nữ đẹp không phải là phụ nữ của mình. Bây giờ ta nói câu là gì? Người yêu vợ đẹp phải vợ mình, người yêu đẹp phải người yêu của mình, đâu phải. Thì cái đó là quan niệm của mỗi người thôi. Đó là xưa rồi. Đúng không? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có tổng cộng 2 mối tình. Vừa xứ người vừa xứ mình luôn. Vậy đó hả? Dạ. Mối tình xứ người kéo dài được mấy năm? Dạ mối tình xứ người thì kéo dài được 2 năm. Còn mối tình thứ hai là cái thời điểm mà cách đây tầm 4 năm, chỉ tầm có vài tháng thôi, thì em lại có trúng học bổng đi học tiếp nghiên cứu sinh ở bên đó, ở bên Anh tiếp. Bên Anh. Bạn nó thì biết rằng em đi nên bạn nó cũng không có không chờ đợi nữa, không chờ đợi tin tưởng đâu. Coi như chính vì vậy mà hôm nay bạn có mặt trong cái chương trình Bỗng Hẹn Hò này đúng không? Dạ. Thực ra đó là một chàng trai rất là ấm áp đó, thực sự nói chuyện thì tao thấy lo rất học là quá. Tao lo sự nghiệp quá, thành ra là ế vậy đó ha. Em có mấy mối tình cao quý? Dạ em cũng giống như bạn là em cũng đã có 2 mối tình. Gần nhất thì cũng là 2 năm rồi. Lý do sao chia tay? Người ta nói là khi mà yêu thì không có lý do, mà chia tay tới cả bạn lý do. Thì cũng có một số lý do. Cái công việc của em là nó chuyên về bên đối ngoại. Thì em sẽ giao tiếp nhiều. Dạ em sẽ đi rất là nhiều. Bạn cũng hơi ghen quá. Mình ràng buộc nhiều quá. Tại sao lại cứ hay hỏi lý do tại sao chia tay? Không phải mình soi mói người ta đâu. Lý do để chi mình biết khắc phục cho cái mối tình này nè nó tốt hơn. Ok, hai bên cũng đã nghe tất cả mọi thứ rồi. Cao quý đi với ai? Hôm nay em đi với bé em, cùng đang ở chung với em. Hai vợ em ở chung với nhau cũng hơn 1 năm bé rồi. Em đúng không? Dạ. Em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và mọi người ở trong trường quay cùng quý vị khán giả đang xem đài. Đối với em á, tuy là mới sống chung có hơn 1 năm thôi, nhưng mà chị Quý là một người sống rất là tình cảm. Chị là một người có cá tính, gọi là một người phụ nữ như anh mong muốn là đảm đang việc nhà hay là một người phụ nữ của gia đình á. Và chuyện hiện đại á, thì em thấy chị Quý đều đáp ứng được hết. Còn anh trai thì em thấy anh là một người rất là giỏi, có kiến thức rất là sâu rộng. Ngoại hình anh đẹp trai nhưng mà có một điểm nhẹ ở chị Quý. Hồi nãy có nói không thích thì cái đó để lúc mà gặp mặt á, thì... Đó dễ khắc phục lắm em. Dạ, hai dễ khắc phục lắm, giờ có thuốc rồi gắn là vô hết rồi. Rồi, Mẫn đi với ai? Dạ em đi với lại bạn đồng nghiệp cùng cơ quan với em. Xin chào cái ekip của chương trình làm Bạn Muốn Hẹn Hò, và đặc biệt là MC Quỳnh Linh và MC Hồng Vân. Dưới góc nhìn cảm quan của Hạnh thì Hạnh thấy rõ rằng là Cao Quý là một cái cô gái rất là hiện đại. Mà có một chút chia sẻ ở đây rằng gì? Thế bây giờ đối diện với người phụ nữ hiện đại thì các cái giá trị truyền thống thì bạn có cảm thấy áp lực không? Nhưng mà mình tin rằng là bạn Mẫn á, thì có thể là cái người đã từng đi du học sinh rất là lâu ở bên Anh rồi. Thì anh ấy có thể dễ dàng và dung hòa được cái này. Người ta sẽ nhìn là ok, có thể là em sẽ là người kiểu người hiện đại. Nhưng mà thật ra thì em là cái kiểu mà nó dung hòa giữa hiện đại và cổ điển. Em tự tin là em biết cách lúc nào mà bằng em bằng có rồi. Thể là người hiện đại và em có thể là một đúng người rồi. Phụ nữ của gia đình. Rồi bây giờ thôi, mở cái hàng rào ra đi. Để chuyện mệt nó chật chội quá. Mở rào. Rồi, nhìn nhau đi nào. Wow, yeah. Wow, Mẫn, wow. Anh có cái tai nghe, em là người hiện đại cho nên có thể rất là nghe nhạc nhiều nên tặng em. Dạ, yeah, okay. Em cảm ơn anh. Em cũng gửi tặng lại anh một cuốn sách. Đây là cuốn sách mà em rất là thích. Nói thật là em rất là thích nhưng mà em chưa có đọc. Thì nếu như mà anh đọc xong rồi thì cho em mượn lại nha. Rồi, để anh chia sẻ cho nên nhiều hơn. Lần đầu tiên thì anh thấy cảm nhận được là em rất là xinh. Và cũng anh cũng khá là ngợp khi mà chứng kiến được em như này. Em cũng là người phụ nữ rất là tài giỏi và công việc cũng khá là ổn định. Trước đây em học ở đâu? Em học ở trường Đại học Công nghiệp 4. Anh thì cũng học ở gần đấy. Dạ. Khi mà về chung một nhà thì em có thích làm dâu hoặc là ở xe sống riêng một mình? Về cái trường hợp mà mẹ chồng nàng dâu, em không hiểu sao tại sao nhiều người lại có cái vấn đề là sợ cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự với em rất là thích. Khi mà nói giữa sự lựa chọn là có muốn ở chung với, là có muốn làm dâu hay không, thật sự em rất là thích làm dâu. Tại vì em tự tin về cái khoảng đó. Rồi là em rất được lòng những người lớn. Với em á, khi mà quen một người á, thì chắc chắn rằng là cái tính của em là em sẽ không bao giờ đụng vào cái những cái cá nhân của người bạn của em. Ví dụ như là điện thoại hay là tìm phải hỏi cho được cái mật khẩu Facebook chẳng hạn. Nhưng mà phụ nữ nó cũng có cái giác quan thứ 6, có nghĩa là người ta không đụng tới, không có nghĩa là người ta không suy nghĩ gì hết. Phải làm sao để cho người phụ nữ của mình tin tưởng
và em cũng như vậy. Em cũng muốn người bạn trai của mình tin tưởng. Thực sự ra thì anh nghĩ là mỗi người đều có cái quyền riêng tư của nhau, thì chúng ta không nên mà vi phạm cái đó. Cái thứ hai nữa là anh có một cái chung với anh, nó là sự rõ ràng. Và nếu như mà mình không thích cái gì thì mình có thể mà mình chia sẻ để mà mình điều chỉnh. Thôi mình giao lưu văn nghệ chút cho nó thoải mái chút thôi. Hai bên em tiến gần cô gái, có thể nắm tay cô gái để cảm nhận, trao nhau cảm xúc chút xíu nào. Đứng lên, hãy đứng lên. Em hơi run một tí vậy. Cứ run của anh bên đây nè. Đứng tới đi, tới luôn. Đó, rồi nắm tay cô gái. Thấy cái này là bắt tay anh. Không phải bắt tay. Không phải nắm vậy. Đây nè, nắm này là hai tay đó. Nhìn thẳng vào mắt cô gái. Đó. Nhìn nhau hát bài tặng nhau coi nào. Ờ, đây em hát trước ha. Mình thoải mái đi, anh hơi gần quá. Dạ. Tự nhiên em đã quên lời đúng không? Dạ, nói lời thật lòng được không? Thôi để cho Quý hát điều rồi nói sao cũng được. Ok, anh muốn em hát trước hay là anh nói trước? Anh nghĩ là em thì là một người phụ nữ là cũng khá là rất là nhiều tiệm tôi nằm với anh. Em cho chúng ta cơ hội thì có thể chúng ta chia sẻ nhiều hơn và gắn kết nhiều hơn khi nói về chung một nhà thì rất là hay. Rất là hay. Anh xin lỗi em tại vì văn phạm anh hơi bị rung quá. À, rồi hát đi tôi quý hát đi Quý. Hát xong nó còn rung nữa. Dạ, tại vì em sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam và hiện tại em đang sinh sống và lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên em xin gửi đến mọi người một ca khúc về miền Tây. Ok, rồi. Sao lại sống ở đây? Em xin gửi đến mọi người ca khúc Áo Mới Cà Mau ạ. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Đường đi không... xin lỗi. có sự rung nhẹ, nói chung là điện chạm điện rồi, có một sự... Rồi, thôi được rồi. Thích thì chúng ta bấm nút, không thích chúng ta đừng bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Và cô gái không bấm. Bấm. Có bấm hả? Trời ơi, bấm chậm quá. Làm như hồi đó quá. Hãy nắm tay nhau đi. Đấy. Rồi, thủ tục đầu tiên không thể thiếu được. Đó là nào, hãy hôn lên má nàng một cái. Nào, xỉu cũng hôn nữa. Trời ơi, thấy người gái hiện đại không? Nè, anh nói mà nghe chưa gì mới, em mới vừa tiến qua là ta để đưa nhẹ cái má. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Dễ chừng quá. Cố gắng lên nha tiến sĩ Mẫn.